Cửa hàng Hoa Lan Minh xin chào cô chú. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng mình con xin giới thiệu với các cô chú một số chậu hoàng hậu, và mặt hoa của nó là hoa màu xanh nha cô chú. Và cái một số chậu hoàng hậu thì nó thường được các nghệ nhân người ta đem đi thi trong hậu Hoa Lan thì nó sẽ được rất là nhiều giải cô chú. Tại vì cái chậu hoàng hậu này nếu mà mình biết cách trồng thì nó sẽ rất là dễ qua luôn. Và cô chú nào khi mà cây trưởng thành cô chú nào muốn cho hoa thì mình đừng có di chuyển nó nằm ở đâu hết, mình cứ để nó một chỗ thôi. Và chỗ đó có nắng nhiều, và đồng thời mình sẽ cắt nước nó, mình tưới nước ít lại của chúng. Và mình xịt 6-30-30, khoảng 3-4 ngày mình xịt một lần. Và hiện tại thì hoàng hậu này nó có hai màu, màu xanh và màu nâu nha cô chú. Và hiện tại thì ở bên con chỉ có một màu xanh thôi. Mặt hoa rất là đẹp nha cô chú. Và hiện tại thì bên cửa hàng bên con đang bán với giá tiền là 160.000 một giò. Và cô chú nào mua được một cặp á, thì sẽ có giá tiền là 300.000 chẳng nha cô chú. Và số điện thoại bên con là 0908 846 804. Và địa chỉ của cửa hàng ở phường 4, Tuyên Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và tôi đang sẽ giới thiệu với các cô chú một số hình cây của nó. Đồng giá là 160.000 một chậu nha cô chú. Cây rất là đẹp luôn. Một cặp là 300. Và hiện tại tôi bên cửa hàng con về khoảng 50 chậu luôn, nhưng mà con chỉ mới ra được khoảng có 30 chậu thôi. Cô chú mình cứ đặt hàng thoải mái. Và cây này thì rễ nó bắt đầu bám quanh chậu nào cô chú. Và cô chú nào mình về mình muốn thay giá thể á, thì mình cứ giữ nguyên như vậy, mình chỉ cắt móc ra thôi. Và mình thay một cái chậu lớn lên, và kèm xung quanh đây thì mình có thể mình thay gió thông vào, mình cứ để nguyên hết cô chú, mình thay gió thông lên thôi. Còn cô chú nào mà mình muốn cho nó gọn thì mình cắt bỏ cái chậu này ra, và mình lột cái sơ dừa ra để mình trồng lại. Và đây là hoàng hậu xanh nha cô chú, nó thân rất là mập luôn, đang có rất nhiều mầm, và củ nó đã bắt đầu phát triển rất là tốt nha cô chú. Cây nó ngang ngửa nhau nên con bán đồng giá là 160.000 một giò. Cô chú nào mua một cặp thì sẽ được giảm giá thành 300 nha cô chú, giá rất là rẻ luôn. Và lâu lâu chỉ có một đợt hàng về một lần thôi, tại vì hoàng hậu này rất là khó kiếm. Đó. Cây rất là đẹp nha cô chú. Và cái kích thước cây của nó là được khoảng cỡ 20 cm trở lên cô chú. Đây, rễ phúng ra rất là tốt rồi. Và một chậu như vậy thì nó có khoảng từ 3 thân trở lên, 3 củ trở lên nha cô chú. Đồng giá là 160.000 một giò, và một cặp là 330. Rất là nhiều thân luôn. Rễ và mầm của nó đã đang phát triển rất là tốt nha cô chú. Cây rất là mướt. Và khi cửa hàng đi con sẽ lựa cây nào đẹp nhất để con gửi cho các cô chú. Đồng giá là 160.000 một giò của chú, một cặp là 300. Này cô chú nhìn cái củ nè, nó khoảng được 4-5 cm luôn, có cái củ rất là mập. Và khi nào mà mình trồng cây trưởng thành, cây đạt thì nó có thể là cái củ nó khoảng 6-7 cm luôn. Củ rất là mập của chú. Và số điện thoại bên con là 0908 846 804. Và địa chỉ cửa hàng ở phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và cửa hàng Hoa Lan mình xin chào cô chú. Hoàng hậu xanh nha cô chú.